tàu chiến Hy Lạp di tản người ngoại quốc ở thủ đô Tripoli của Libya. Tin từ PRS Hy Lạp, một chiến hạm đã đưa trên 100 người ngoại quốc, gồm có người Trung Quốc, Anh, Bỉ và một số công dân Hy Lạp từ Libya về đến hải cảng PRS trong ngày thứ Bảy. Hy Lạp đã đưa chiến hạm Salamis và hai chiếc tàu chiến khác đến Libya để di tản nhân viên tòa đại sứ ở Tripoli và người ngoại quốc trong lúc phi trường Tripoli trở thành chiến trường của các thành phần dân quân cạnh tranh nhau. Giao chiến giữa các nhóm dân quân tại thủ đô Tripoli trong hai tuần qua là những trận chiến lớn nhất chưa từng có kể từ ngày lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi trong năm 2011. Chiến tranh đã làm cho các nước phải di tản nhân viên ngoại giao. Những người về hải cảng Piraeus đã diễn tả lại tình trạng tại thủ đô Tripoli. Ông Osama Mansour là một viên chức Liên Hiệp Quốc nói rằng ông ta rất đau buồn và tiếc rẻ cho cuộc cách mạng Libya. Người dân Libya đã đổ máu để cáo chung một chế độ độc tài nhưng hiện đang nội chiến. Một công dân Trung Quốc nói rằng ông ta sống ở Tripoli trong cảnh sợ hãi, nghe bom nổ khắp nơi. Chiếc Salamis đã đưa về PRS 77 người Hy Lạp, 78 người Trung Quốc, 12 người Cyprus, 10 người Anh và 7 người Bỉ. Trong năm 2011, tàu hành khách Hy Lạp đã di tản 10.000 công dân ngoại quốc ra khỏi Libya.